Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng đón xem điểm tin 24 giờ của Tam Đa Media được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, hôm nay Tổng thống Petr Pavel đã bắt đầu chuyến thăm tới Luxembourg. Thông tin chi tiết sẽ có trong điểm tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Bệnh nhân phải chờ đến 2 năm để phẫu thuật thay khớp. Tuy nhiên, thời gian chờ lại khác nhau ở các bệnh viện. Có nơi phải chờ từ 1 đến 2 năm rưỡi, có nơi chỉ phải chờ khoảng 10 tháng. Khủng hoảng y tế ngày thứ 10 tại Hàn Quốc, chính phủ chuẩn bị truy tố hàng loạt khi đã có hơn 10.000 bác sĩ thực tập tại 100 bệnh viện xin nghỉ việc, tương đương với khoảng 95% toàn bộ bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc. Hà Nội dự kiến sáp nhập 25 phường tại 5 quận do không đủ tiêu chí về diện tích và dân số. Thưa quý vị, hôm nay, Tổng thống Petr Pavel đã bắt đầu chuyến thăm tới Luxembourg và được Đại công tước Luxembourg Henry đón tiếp. Trong chuyến công du lần này, Tổng thống Pavel sẽ có nhiều cuộc thảo luận chính trị với đại diện cấp cao của nước này. Chuyến thăm của Tổng thống Petr Pavel sẽ kéo dài đến tối thứ Sáu. Tổng thống sẽ tham gia hàng loạt cuộc thảo luận chính trị và gặp mặt Thủ tướng Luxembourg, Chủ tịch Hạ viện và một số bộ trưởng của Luxembourg. Tổng thống Séc cũng sẽ tham dự lễ kỷ niệm và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Đoàn kết Quốc gia Luxembourg. Ông cũng có cuộc gặp với thị trưởng thành phố Luxembourg. Theo dữ liệu vừa được Văn phòng Thống kê Séc công bố, sản xuất công nghiệp trong tháng 1 tại Séc đã giảm 1,8% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên giảm sau hơn 3 năm. Theo dữ liệu, so với cùng kỳ năm ngoái, trong tháng 1 năm nay sản xuất nông nghiệp giảm gần 20%, ngành xây dựng giảm 2%, trong khi đó dịch vụ thị trường dành cho doanh nghiệp tăng 4,6%, sản xuất công nghiệp giảm 2%. Đây là lần giảm đầu tiên kể từ tháng 11-2022. Chỉ số sản xuất cho thấy sự phát triển giá cả trong tương lai đối với người tiêu dùng. Theo các chuyên gia phân tích, diễn biến chỉ số sản xuất đã khẳng định áp lực chi phí trong nền kinh tế đã giảm và lạm phát đang yếu dần đi. Họ cho rằng không có lý do gì để giá tiêu dùng tăng đáng kể hơn nữa, mà ngược lại, giá thực phẩm có thể tiếp tục giảm. Tiêm phòng bệnh ho gà là bắt buộc tại Séc khi ở tuổi sơ sinh, nhưng hiệu quả của việc tiêm chủng không kéo dài suốt đời. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên đi tái tiêm chủng ít nhất thêm một lần trong đời. Bệnh ho gà hiện đang gia tăng trên toàn Séc, nhiều nhất là ở vùng Jihočeské. Theo dữ liệu của Viện Y tế Nhà nước, hiện tại Séc có tổng cộng hơn 1.200 người đang điều trị ho gà. Vùng Jihočeské ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh nhất trên toàn Séc. Trạm vệ sinh dịch tễ của vùng này đã ghi nhận hơn 30 trường hợp ở trẻ em trong độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi. Kể từ đầu năm đến nay, trên toàn Séc đã có 30 trẻ em dưới 1 tuổi mắc ho gà, riêng vùng Jihočeské là 5 trường hợp. Theo các chuyên gia, trẻ em ở lứa tuổi này là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Trẻ nhỏ như vậy có thể bị ngạt thở khi có những cơn ho kéo dài hàng tuần. Bệnh có thể đi kèm với nôn mửa, sốt cao hoặc co giật, kiệt sức và đôi khi là rối loạn ý thức. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh ho gà có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ. Theo Viện Y tế, trong 67% trường hợp bị mắc bệnh, người mẹ là nguồn lây bệnh ho gà cho trẻ dưới 1 tuổi. Do đó, Ủy ban Tiêm chủng Quốc gia khuyến cáo phụ nữ mang thai nên chủng ngừa bệnh ho gà từ tuần thứ 27 đến tuần thứ 36 của thai kỳ. Theo các chuyên gia, kháng thể của mẹ bảo vệ cho trẻ em đến tháng thứ 3 sau khi sinh, cho đến khi trẻ được tiêm phòng và tự tạo ra kháng thể. Nhóm nguy cơ thứ hai là người già mắc các bệnh mãn tính, chuyên gia cũng khuyên họ nên tiêm chủng lại, đặc biệt nếu họ tiếp xúc gần gũi với trẻ nhỏ. Theo các chuyên gia, những người trưởng thành khác cũng nên tái tiêm chủng thêm ít nhất một lần trong đời. Khả năng bảo vệ chống lại bệnh ho gà bằng liều vaccine đầu tiên không phải là suốt đời. Tuy nhiên, không giống như loại vaccine bắt buộc dành cho trẻ em này, vaccine dành cho người lớn không được miễn phí. Nếu kết hợp với bệnh uốn ván và bệnh bạch hầu, vaccine Boostrix của Avenir sẽ có giá hơn 1.000 korun, có khoảng 25.000 đến 30.000 người tái tiêm chủng ngừa bệnh ho gà mỗi năm. Trong năm qua, các bệnh viện tại Séc đều thực hiện nhiều ca thay khớp hơn so với năm trước. Bệnh nhân phải chờ đợi trong thời gian dài để có thể thực hiện phẫu thuật theo kế hoạch. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi lại khác nhau ở các bệnh viện, có nơi phải chờ từ 1 đến 2 năm rưỡi, có nơi chỉ phải chờ khoảng 10 tháng. Tại bệnh viện đại học ở Motor, thời gian chờ đợi để thay khớp là từ 6 đến 12 tháng. Mỗi năm, tại bệnh viện phẫu thuật khoảng 1.400 ca. Theo một bác sĩ của bệnh viện cho biết, những bệnh nhân gặp khó khăn lớn hoặc được chẩn đoán ung thư sẽ được phẫu thuật sớm để không ảnh hưởng đến việc điều trị khác.
Còn tại bệnh viện Ulfatani ở Brno, thời gian chờ đợi lên tới 2 năm rưỡi. Mỗi năm bệnh viện thực hiện khoảng 1.100 ca phẫu thuật thay khớp. Còn ở Jindřichův Hradec, khoảng thời gian chờ là 10 tháng. Mỗi năm tại đó có 330 người phải phẫu thuật. Theo các bệnh viện, nguyên nhân phổ biến nhất khiến lịch phẫu thuật bị kéo dài là do thiếu bác sĩ hoặc y tá, đồng thời một phần là do nhu cầu cao. Theo quy định về dịch vụ cung cấp y tế, thời gian chờ đợi để được thay khớp không quá một năm, nhưng đối với bệnh nhân điều này có thể có nghĩa là họ sẽ phải thực hiện phẫu thuật ở một cơ sở xa hơn. Theo khảo sát được thực hiện mới đây cho thấy, khoảng 1/3 người Séc mong đợi cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga sẽ kết thúc bằng sự thỏa hiệp. 13% người dân nghĩ Ukraine sẽ chiến thắng và 15% người dân cho rằng Nga sẽ giành chiến thắng. Trong khi đó, cũng có nhiều người dân nói rằng họ không quan tâm đến diễn biến của cuộc xung đột. Các nhà thống kê Séc đã so sánh cuộc khảo sát với nghiên cứu diễn ra ở 12 quốc gia châu Âu khác và kết quả cho thấy Séc là quốc gia lạc quan thứ tư trong số các quốc gia mà người dân cho rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga. Ở Ba Lan, Thụy Điển và Bồ Đào Nha, 17% người dân tin vào chiến thắng của người Ukraine. Tỷ lệ trung bình của châu Âu là 10%, trong khi đó 19% người dân cho rằng Nga giành chiến thắng. 7% người dân Slovakia không quan tâm đến diễn biến của chiến tranh. Con số này cũng chiếm 6% ở Cộng hòa Séc và 5% ở Ba Lan, cao hơn mức trung bình của toàn châu Âu là 3%. Theo 38% người dân Séc, châu Âu nên tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong nỗ lực giành lại toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng. Ngược lại, 42% người được khảo sát tin rằng châu Âu nên gây áp lực để Ukraine bắt đầu đàm phán thỏa thuận hòa bình với Nga. 35% người Séc coi người tị nạn Ukraine là mối đe dọa, trong khi 31% người dân lại cho rằng đó là cơ hội. Cơ hội việc làm dành cho bạn. Tamda Brno tuyển dụng nhân sự các vị trí với đãi ngộ siêu hấp dẫn, nhân viên lái xe, môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, lương thưởng cao xứng đáng với năng lực, thưởng theo tháng, theo năm. Nhân viên cửa hàng yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó, giao tiếp được tiếng Séc là lợi thế. Nhân viên văn phòng ưu tiên cho người thông thạo tiếng Việt và tiếng Séc, đặc biệt công ty có ký hợp đồng với người có visa lao động. Hãy gửi ngay đơn xin việc qua email imex@tamda.eu hoặc liên hệ qua số 774-298-866. Bộ Ngoại giao Nga nói tình hình chiến trường là thảm họa với Ukraine và cam kết gửi quân của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mang ý nghĩa động viên. Đầu tuần này, ông Macron nói rằng không có sự đồng thuận nào về việc chính thức triển khai bộ binh của phương Tây tới Ukraine. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng này trong tương lai. Sau tuyên bố của ông Macron, rất nhiều quan chức và cơ quan NATO đã bác bỏ việc gửi quân đến Ukraine. Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Ukraine, cũng tuyên bố sẽ không đưa quân đến nước này. Chính quyền Ukraine đang phải đối mặt với tình hình tồi tệ ở tiền tuyến và không gì có thể giúp được điều đó. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các nước phương Tây thảo luận về khả năng đưa quân tới Ukraine là không có kết quả rõ ràng nào trong việc tăng cường cung cấp đạn dược và vũ khí cho Kiev. Diễn biến diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước qua cột mốc 2 năm mà chưa đạt được một đột phá nào đáng kể. Trong khi đó, Kiev đang thiếu hụt vũ khí, trong lúc Quốc hội Mỹ vẫn đang chia rẽ về gói tài trợ quân sự mới. Bộ Quốc phòng ngày 28 tháng 2 cho biết, chiến hạm mà Hải quân nước này triển khai đến Biển Đỏ mới đây để tham gia nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đã lần đầu khai hỏa và bắn hạ hai máy bay không người lái của nhóm vũ trang Yemen. Thông báo trên trang mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Đức nói rằng khinh hạm Hessen đã khai hỏa vô hiệu hóa hai chiếc UAV khi chúng đang tiếp cận gần về hướng chiến hạm. Vụ việc không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào cho lực lượng Đức. Đức là một trong những quốc gia châu Âu đã gửi lực lượng tham gia chiến dịch của Liên minh châu Âu-EU tại Biển Đỏ nhằm bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công của Houthi. Ngày 8 tháng 2 vừa qua, khinh hạm Hessen với trang bị tên lửa có khả năng bắn hạ các mục tiêu như tên lửa đạn đạo và UAV ở khoảng cách xa 160 km đã rời Biển Bắc để di chuyển đến Biển Đỏ. Chưa rõ thời gian tham gia sứ mệnh đối phó Houthi của khinh hạm Hessen cũng như lực lượng Đức tại Biển Đỏ là bao lâu. Việc tăng giá xăng 500% của Cuba chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3, chậm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Havana đã công bố biện pháp tăng giá điện kể từ ngày 1 tháng 2 như một trong các biện pháp cắt giảm ngợt thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, nước này đã phải trì hoãn việc tăng giá nhiên liệu sau sự cố an ninh mạng vào tháng trước. Dựa trên mức giá mới, 1 lít xăng tăng từ 25 peso lên 132 peso. Xăng cao cấp tăng từ 30 peso lên 156 peso.
Tuy nhiên, giá vé dịch vụ giao thông công cộng vẫn được giữ nguyên, giá khí đốt tự nhiên cũng chưa tăng. Theo hãng tin AFP, quốc gia 11 triệu dân này đang phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1990 do hậu quả của đại dịch COVID-19 và việc Mỹ siết các lệnh trừng phạt trong những năm gần đây. Theo số liệu chính thức, nền kinh tế Cuba suy giảm 2% trong năm 2023, trong khi lạm phát tăng 30%, tình trạng thiếu nhiên liệu và hàng hóa cơ bản thường xuyên xảy ra. Chính phủ Cuba trợ cấp gần như toàn bộ hàng hóa và dịch vụ mà người dân tiêu thụ. Các quan chức G7 đã có nhiều tranh cãi trong một năm qua để thống nhất hướng xử lý với khối tài sản khoảng 300 tỷ đô la Mỹ, tài sản của Nga đang bị phong tỏa ở phương Tây. Các nhà lãnh đạo G7 đặt yêu cầu đưa ra các biện pháp khả thi trước tháng 6. Các quan chức G7 đã có nhiều tranh cãi trong một năm qua để thống nhất hướng xử lý với khối tài sản bị phong tỏa của Nga ở phương Tây. Các nhà lãnh đạo G7 yêu cầu đưa ra các biện pháp khả thi trước tháng 6. Mỹ đưa ra ý tưởng tịch thu hoàn toàn tài sản này, nhưng các quan chức châu Âu cho rằng điều đó có rủi ro về mặt pháp lý. Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cho rằng không có đủ cơ sở trong luật pháp quốc tế để tịch thu khối tài sản 300 tỷ đô la Mỹ bị phong tỏa của Nga. Ông cho rằng các động thái như vậy cần có sự củng cố từ luật pháp quốc tế và phải được chấp nhận bởi tất cả các thành viên của nhóm G20. Khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga đang bị đóng băng ở phương Tây do Mỹ và các đồng minh đã áp lệnh cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2022. Nga đã nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu phương Tây tịch thu tài sản của nước này. Diễn biến ngày thứ 10 cuộc đình công của các bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc vẫn đang vô cùng căng thẳng. Những ngày vừa qua, ngành y tế Hàn Quốc đã rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi đã có hơn 10.000 bác sĩ thực tập tại 100 bệnh viện xin nghỉ việc, tương đương với khoảng 95% toàn bộ bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc. Theo đó, cuộc đình công này bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 nhằm phản đối kế hoạch tăng chi tiêu nhập học của các trường y thêm 2.000 người từ năm 2025 trước tình hình thiếu hụt bác sĩ nội trú khiến các bệnh viện tại Hàn Quốc rơi vào tình trạng quá tải. Chính phủ đã đưa ra thời hạn chót là đến hết ngày 29 tháng 2 để các bác sĩ nội trú quay trở lại và cho biết những bác sĩ làm việc lại trước hạn chót sẽ không bị điều tra và truy tố. Chính phủ cũng cam kết rằng họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt thích đáng bao gồm cả việc đình chỉ giấy phép hành nghề và truy tố một số người nếu các bác sĩ nội trú không quay lại làm việc. Động thái này của chính phủ đã gây ra nhiều tranh cãi và làm sâu sắc thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa các bác sĩ và những người lãnh đạo chính sách y tế. Cơ hội việc làm dành cho bạn. Tandem Brno tuyển dụng nhân sự các vị trí với đãi ngộ siêu hấp dẫn, nhân viên lái xe, môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, lương thưởng cao xứng đáng với năng lực, thưởng theo tháng, theo năm. Nhân viên cửa hàng yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó, giao tiếp được tiếng Séc là lợi thế. Nhân viên văn phòng ưu tiên cho người thông thạo tiếng Việt và tiếng Séc. Đặc biệt công ty có ký hợp đồng với người có visa lao động. Hãy gửi ngay đơn xin việc qua email imex@tamda.eu hoặc liên hệ qua số 774-298-866. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến sáp nhập 25 phường tại 5 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông và Long Biên do không đủ tiêu chí về diện tích và dân số. Theo phương án của thành phố Hà Nội, thành phố cho biết sẽ thực hiện tốt việc bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp đơn vị hành chính. Các xã phường liên quan rà soát, xác định rõ số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp để có phương án hỗ trợ. Tại kỳ họp cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính. Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Hà Nội, thành phố có 173 phường xã phải sáp nhập, trong đó có 79 xã, 87 phường và 7 thị trấn. Tuy nhiên do những yếu tố đặc thù về lịch sử, địa lý, quy mô dân số, nên thành phố dự kiến chỉ giảm 70 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó giảm được 54 xã và 15 phường. Dự kiến phương án này sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp chuyên đề cuối tháng 3. Sau đó, thành phố sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đề xuất của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 tới, có thể thêm hàng loạt đối tượng được đóng bảo hiểm y tế. Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đã bổ sung các quy định về đối tượng được đóng bảo hiểm y tế theo hướng mở rộng hơn. Cụ thể, với nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế, dự thảo đề xuất chỉ loại trừ duy nhất một trường hợp không đóng bảo hiểm y tế là người lao động ký hợp đồng thử việc. Ngoài ra, đối tượng đóng bảo hiểm y tế còn có tất cả các trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên,
trước đây từ đủ 3 tháng trở lên hoặc không ký hợp đồng lao động, thỏa thuận bằng tên gọi khác có nội dung như hợp đồng lao động đều phải đóng bảo hiểm y tế. Bộ Y tế cũng đề xuất phương án đưa thân nhân lao động vào diện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc, nhà nước hỗ trợ 30% tiền đóng, 70% còn lại do chủ doanh nghiệp cùng lao động chi. Đánh giá tác động của phương án này, Bộ Y tế cho biết giúp tăng nguồn thu vào quỹ bảo hiểm y tế, thêm kinh phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cơ sở y tế, cải thiện chất lượng sức khỏe người dân. Cuối năm 2023, cả nước có gần 93,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ trên 93% dân số. Việt Nam đặt mục tiêu năm 2025 bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Tối ngày 27 tháng 2, tại tỉnh Atapeu, Nam Lào, đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ triển lãm thương mại, đầu tư du lịch và biểu diễn nghệ thuật khu vực Tam Giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam 2024. Hội chợ thu hút hơn 100 gian hàng trưng bày các loại hàng hóa tiêu dùng nổi tiếng của các địa phương đến từ khu vực Tam Giác phát triển, gồm hàng thủ công mỹ nghệ, thủ công truyền thống, các sản phẩm nông nghiệp. Theo ban tổ chức, đây không chỉ là dịp để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp và các tỉnh trong khu vực Campuchia, Lào, Việt Nam nói riêng và trong ba nước nói chung, mà còn là dịp quảng bá văn hóa, nghệ thuật của ba nước, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa người dân ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia. Ngay trong tối khai mạc, hội chợ đã thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách tới tham quan mua sắm và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 1 tháng 3 tới. Với Festival Hoa, Đà Lạt được Hiệp hội Festival và Sự kiện Quốc tế, khu vực châu Á công nhận là thành phố lễ hội của châu Á và lọt vào nhóm 5 thành viên Festival ấn tượng của châu Á. Festival Hoa Đà Lạt là sự kiện nổi bật của thành phố Đà Lạt, được xây dựng và phát triển đến nay tròn 20 năm. Năm 2004, nhân chào mừng 110 năm hình thành và phát triển, Đà Lạt tổ chức sự kiện lễ hội sắc hoa Đà Lạt. Trên cơ sở sự kiện này, năm 2005, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ nhất. Đến năm 2009, tại Festival Hoa lần thứ ba, Đà Lạt trở thành thành phố duy nhất của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là thành phố Festival Hoa định kỳ tổ chức 2 năm một lần. Đến nay, thành phố Đà Lạt đã tổ chức thành công 9 kỳ Festival Hoa với chủ đề thay đổi theo từng kỳ, xoay quanh việc quảng bá, xúc tiến đầu tư cho ngành hoa, trà, tơ lụa và phát triển du lịch của địa phương. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, lượng khách đến lễ hội đạt con số rất cao, 300-400.000 lượt khách. Ngày 28 tháng 2, tại thành phố Hồ Chí Minh, 500 gian hàng đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may Việt Nam 2024. Đây là triển lãm thương mại quốc tế mang tầm khu vực tại Việt Nam trong lĩnh vực chuyên ngành về sợi, vải và phụ kiện dệt may, may mặc, dệt gia dụng, công nghệ dệt may và máy khâu do Bộ Công Thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với tập đoàn Messe Frankfurt tổ chức. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may tìm kiếm khách hàng, thị trường trong năm 2024, Bộ Công Thương đã và đang phối hợp với các hiệp hội của ngành dệt may trong việc xây dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành dệt may da dày. Trong đó sẽ có đề xuất các chính sách để giúp đỡ các doanh nghiệp dệt may chuyển đổi sản xuất mô hình xanh và bền vững. Ngành dệt may cũng sẽ có điều kiện tiếp cận công nghệ hiện đại và tiên tiến của EU, cũng như thu hút đầu tư, các dự án hỗ trợ để đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, giúp hàng hóa Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn của EU. Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, VIATT 2024 được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam tham gia kết nối giao thương với các doanh nghiệp quốc tế, tham gia vào chuỗi sản xuất của các hãng dệt may toàn cầu, hình thành liên kết xuyên suốt chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên phụ liệu đến sản phẩm cuối cùng, đồng thời khuyến khích các thương hiệu lớn trên thế giới chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tham gia vào quá trình phát triển nguồn cung nguyên phụ liệu, hình thành chuỗi cung ứng trong nước. Điểm tin 24 giờ của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.